trước các bạn cô hay rủ đi chơi rồi đi hát đi hò rồi tự nhiên như này tự nhiên mất hết cả tự tin. Đi là đi làm răng để cô giao tiếp bạn bè đi chơi, còn ăn thì là gạch đầu dòng thứ hai thôi. Như các bạn quan sát thấy thì hiện tại thì cái cầu răng của bệnh nhân thì đã bị rơi ra. Đây là hậu quả của cái việc làm răng sứ. Thì cái này có lẽ rằng là do một cái răng sứ làm sai cách cộng với việc là điều trị tủy nó không được tốt cho những cái răng này. Sau hôm nay ăn uống thì khó khá khó khăn hơn em rất là vui. Thế xong là cô thì cứ bình tĩnh thôi, nó không có vấn đề gì đâu ạ. Đấy thì cô cũng đã từng nhổ răng rồi, nó nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng so với nhổ răng nó nhẹ nhàng thôi. Thực sự là cô rất là sợ đau. Thế nhưng mà khi trong quá trình làm rồi thì cô thấy nó cũng không tới mức độ như là mình tưởng tượng. Xong là mẹ chưa biết làm sao xong thì xong cũng ăn uống. Nhưng mà dễ hơn. Lúc chưa đi làm thì cô cũng nghĩ là thời gian rất là lâu. Thế nhưng mà khi thứ sáu cô đến đây làm thì rất là nhanh, ngoài sức tưởng tượng của cô. Tết đến thì muốn đi gặp bạn bè, đi vui chơi, đi chụp ảnh, đi hát karaoke. Thì cô làm răng xong thì cô cảm thấy là rất là vui và tự tin hơn nhiều. Cô hy vọng là 2-3 tháng nữa đến kỳ lịch hẹn lắp răng thật thì cô mong muốn được là được một hàm và hai hàm răng đẹp như ý của cô và cải thiện cho cô về sức khỏe. Nha khoa là Việt Intech dẫn đầu chất lượng điều trị.